luôn anh em nha. Thì hiện tại mình đang lắp lại xi nhan Vin, giao cái con Rebel này cho một người anh của mình đã cọc xe sẵn để tìm con xe này. Đó, thì con xe này đặc biệt là cái gì? Có smart key đó, rồi lên chống đổ. Rồi, xíu nữa mình sẽ đi sâu hơn vào con Rebel ha. Đó, mình về lại cái đuôi xi nhan Vin, tại vì ảnh không thích xi nhan Vin đó. Đây Rebel 300. Rồi, thì hiện tại mình chỉ còn một cái con Rebel 300 màu đỏ thôi. Đó, Rebel 300 màu đỏ này á, thì lên cái ốp đầu đèn Thái, lên chống đổ. Chống đổ của Rebel nó giá rất là chát nha anh em. Đó, xe rất là keng. Đó, cho anh em xem. Con này mình bán với giá là 80 mấy triệu thôi nha anh em. 8X lớn. Đó, xe đẹp lắm anh em. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào chi tiết hai con này cho anh em xem nha. Rồi, hello anh em, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái hai con Rebel 300. Vì do là mình không có thời gian nhiều cho nên là mình không có đi ra công viên quay được, thì mình quay tại chỗ luôn. Thì như anh em thấy á, đây, thì đây là cái con Rebel 300. Thì cái nhiều anh em nói là cái con Rebel 300 này đi nó sẽ bị rung máy. Cái nhược điểm của nó thì đúng rồi. Tại vì nó một máy mà nó nói tới 300 phân khối thì anh em chạy tốc độ cao nó sẽ không có mượt bằng cái Rebel 500. Còn anh em mà muốn cảm nhận, mà anh em muốn chạy tốc độ, anh em muốn mà ghê gớm á, thì anh em mua 500 anh em chạy. Còn Rebel 300 thì nó sẽ cho phép anh em là thứ nhất là tiết kiệm xăng nè. Tiêu hao nhiên liệu của nó theo mình được biết là tầm hơn 30 cây một lít, là rất tiết kiệm xăng. Nó chỉ hao bằng một cái con phải nói là anh chủ xe, anh có cái con AB đúng không? Thì nó tầm được ở đó đó, nó tầm có con AB đó. Thì nó rất là tiết kiệm đối với một cái cỗ máy 300 phân khối. Rồi cái thứ hai là cái kiểu dáng nó cũng giống như Rebel 500. Rồi giá tiền nó sẽ thấp hơn rồi, đương nhiên nó chỉ có 300 thôi. Và hiện tại là mình đang thay nhớt cho cái em Rebel 300 này. Tại vì xe này đã có cọc rồi nè, xe này là ảnh cọc rồi. Hiện tại mình thay nhớt cho cái em Rebel 300. Thì nhớt nó vẫn còn ok nha anh em. Đó, nó vẫn còn chưa có đen. Nhưng mà ảnh muốn thay cho nó mới, tại vì ảnh muốn cái gì cũng mới. Đó, thì bây giờ mình mới thay cái nhớt của con này. Thì nhớt của con này á, theo mình được biết là thay nhớt không là 1.4 lít, thay luôn lọc là 1.5 lít. Đó, còn bên đây là con đỏ nè, để mình quay giới thiệu cho anh em cái con đỏ. Con cái con này có một cái hay, anh em biết cái hay gì không, là lên smart key. Con này có smart key, con này anh đặt cọc trước mình rồi, là có smart key rồi, có cái bao đựng đồ nè, đựng chìa khóa khi đi xa nè. Đó, rồi có cái yên khi mình chở người yêu á, mình dựa phía sau nè. Rất là sướng luôn, nói chung là đi xa là tuyệt vời, y như là ngồi ghế sofa vậy đó. Rồi ở đây là có một cái ấy chở đồ, cái này là xe có sẵn nha anh em, chứ không phải là mình ấy nha. Chỉ có cái chống đổ là mình lên cho ảnh thôi. Còn đây là xe có sẵn, xe mua có sẵn đó. Còn bên đây thì mình có còn cái con Rebel này cũng 80 mấy triệu. Anh em nào mua cứ liên hệ cho mình. Thì nó có lên ốp đầu đèn Thái Lan rồi lại bộ chống đổ. Đó, con này cũng keng mới tinh nè. Anh em thích thì cứ liên hệ cho mình nha. Đó, biển số nè, cho anh em coi biển số. Biển số là biển số 66A2. Đó. Máy rồi tê tái luôn. Những con Rebel này đi á, nó anh đi anh em đi ra đường người ta nhìn rất là nhiều. Tại vì á, nó là kiểu dáng nên nó lạ, nó độc lạ, nó đẹp. Nó đẹp, người ta nhìn rất là nhiều. Cũng ngang ngửa anh em chạy con này ra, người ta cũng nhìn ngang ngửa anh em chạy vết ngàn luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Nó chống đổ rồi rất là chắc chắn nè. Rất là chắc chắn luôn, anh em đổ xe xuống á, là nó chạy ở đây, hoặc là anh em đi xa nữa anh em có thể gác chân ở đây, hoặc là anh em có thể bắt thêm một cái bóng đèn chợ sáng ở đây. À, nó rất là tiện lợi. Thì Rebel thay nhớt rất là dễ, ốc nhớt nằm đây, rồi đổ nhớt đây thôi. Rất là đơn giản, còn cái chỗ này là nằm một cái lọc nhớt nè anh em. Đó, chỗ này là cái lọc nhớt nè. Anh em thấy không? Anh em coi lốc máy con này à, keng không?
càng bóng luôn á, anh em có thể rọi vô là anh em soi gương được luôn á, bóng thôi là bóng luôn. À, còn cái chiều cao yên của con này, à quên, à, đã quay phải quay cho hết luôn, cho anh em xem luôn cái chiều cao yên con này. Thì con này nó sẽ không là, nó không quá cao nha anh em, nó vừa đủ, nó rất là thấp, nói chung là 1.5m, 1.4m là đi được luôn, nhưng mà ngồi rất là thoải mái. Quay phía trước cho anh em xem, bình xăng con này là hơn 10 lít á, anh em đi xa là ok lắm luôn á. Nào anh em mình, mỗi anh em chiếc chạy Phan Thiết chơi nè. Đeo, anh em mình đi vui á. Bây giờ anh còn con này nè, lấy chạy với anh. Rồi hai anh em là bao ngầu luôn. Bao ngầu luôn á. Đẹp. Xe này mà đi ra đường hai chiếc thôi. Anh em mình kéo tầm, nếu như mà kéo tầm 100-101 thì nhanh lắm, đi nhanh lắm. Đồng hồ rất là ok, rất là đẹp. Nhìn cổ điển nhưng mà hiện đại nha anh em. Đồng hồ điện tử đồ này nọ luôn á. Rồi xong rồi, anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ mình, giờ mình chỉ còn một cái chiếc này thôi đó, hai chiếc một chiếc bán chảnh rồi. Chừng nào mà anh em muốn mua thì chờ anh quay đầu đi, anh đổi lên Rebel 500, anh đổi lên Rebel 500 thì anh em mình mua được xe. Còn à, bây giờ mình kết thúc clip để anh em mình đi ăn. Anh em mình tin không, làm từ sáng tới giờ đó, giờ mới gọi là giờ là mấy giờ ta, 1:30 mới ăn sáng. Hồi sáng giờ tiếp khách nhiều quá, mấy anh em qua liên tục đâu kịp đâu. Dạ. Không, lọc con này mới. 1.4 lít luôn. 1.5 lít luôn, 1.5 lít. Bình này 1 lít hả? Sorry anh em nha, tại vì mình đăng clip lên nói là để cho anh em con xe này mà chiều anh chạy qua luôn rồi nên không có kịp để cho clip xe anh em chọn đó. Vậy là muốn anh đừng lên YouTube luôn không? Hả? Lên luôn hả? Ok, là có nghĩa là em hồi sáng em quay em bán cái con màu xám là em nói là còn, em nói còn con này nhưng mà chưa kịp là chiều anh chạy qua anh lấy luôn rồi. Có duyên thôi à. Bởi vì có duyên tới biển số luôn mà. Hay gì ta, có nghĩa là con xe hơi của anh là 98 đúng không? Con này cũng là 98 luôn. Hay. Vậy dắt lên, dắt MT lên làm tốc hành cho anh đi. MT hay là chị biết. À ý là anh mua con Rebel là lên thay nhớt tốc hành cho anh. Xong rồi gắn hai kính vô mà. Rồi gắn hai kính luôn. Ý hồi cho mượn mũ bảo hiểm chạy về đâu mà tặng cái đi. Bán rẻ được. Bán rẻ nha. Anh em. Đó nè anh em thấy chưa? Hồi sáng thay xe kia giờ thay xe này luôn à. Cái này là định thay rồi để đi á, mà cuối cùng anh qua anh lấy luôn á. Chứ thôi để anh về anh tự thay rồi. Rebel này đi sướng lắm, đi nó nhàn, nó đã lắm. Đi anh em đi, có nghĩa là anh em đi lại trong thành phố rất là ok, phù hợp thành phố. Còn anh em đi phượt á thì đương nhiên rồi, nó một máy nó không thể nào đáp ứng cho anh em mà gọi là đi bạo lực, đi dữ dằn, đi 170-180 được. Anh em chỉ đi tầm dưới 120 nó sẽ rất là đã. Nhưng mà anh em lên cỡ tầm 140 thì máy nó sẽ rung. Tại vì nó có một máy thôi, nó chỉ có một máy duy nhất thôi đó. Còn anh em muốn đi mạnh hơn nữa thì anh em sẽ lên Rebel 500. Thì đó là một lựa chọn sáng suốt.
Nhưng mà con này mình thích nó bởi vì nó một máy nó tiết kiệm nhiên liệu, chạy sướng, không có hao xăng. Đó, rồi thôi bây giờ mình giao xe nha. Đó. Mình rửa một cái nữa rồi mình giao xe.